Thả lôi nó. Ôi dồi ôi. Chứ ở đâu chứ? Không rồi. Chứ về nhà rồi à? Cháu Trọng xin chào quý vị khán giả nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trọng TV. Cháu Trọng xin chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ. Và trong buổi tối hôm nay thì cháu Trọng có mặt tại trên nhà của em Chứ rồi, để sát sao tiến độ cũng như là cả việc là chuyển hết vật liệu lên trên này, cũng như là chuẩn bị là cho nước lên cho anh em thợ nữa. Hôm nay thì anh em thợ cũng có nói là nước hết rồi mà chưa thấy bơm, và không biết là test này là test thứ mấy rồi. Và trong ngày mai thì anh em thợ sẽ được chát, trong 2 ngày rưỡi đến 3 ngày nữa thì sẽ được lát. Thì ngôi nhà của A Chứ thì khả năng cao là vào tuần sau, đầu tuần sau thì là sẽ là bàn giao các bác nhé. Hiện tại thì đã thu nóc cũng như là xong phần thô rồi. Anh em vận chuyển vật liệu cũng đã là vận chuyển đến hết rồi đây. Và hôm nay thì anh em thợ cũng có nói là cát này có nhiều sỏi nhỏ kèm theo quá, thế nên là phải có lưới để lọc, thì cũng cho em Chứ đi mua về rồi các bác nhé. Hôm nay thì là anh em cũng bảo là hết thức ăn rồi, thì là anh Duyệt đi về rồi, chủ cai là đi về rồi, chỉ có mỗi mấy anh em ở lại thôi. Chứ thì bây giờ cũng đã là về nhà sang bên kia, cũng như là trông đồ đạc, quần áo và một số đồ dùng nữa, như yếu phẩm thiết yếu nữa thôi các bạn ạ. Đấy. Và trong ngày mai sẽ được chát các bác nhá. Hiện tại là cát cũng đã chuyển lên hết rồi này, và bột cũng đã lên hết rồi các bác nhá. Và trong video này cháu Trọng cũng có một khán giả nói với anh em mình là tại phía trên to ly cao này thì là cũng nên đào một cái ránh nước, như là nhà của em Ly Quân ấy, thì là cũng nên đào một cái ránh nước ở khu vực trên này nữa, để nó có đường nước chảy đi và không bị ứ động như là bị chảy trực tiếp vào trong nhà. Thì trong một thời gian gần nhất thì cháu Trọng cũng sẽ bảo Chứ là sẽ đào ránh nước ở phía trên ta ly cao nhà đấy, để chống sạt lở cũng như là chống ứ động nước ở trên kia, để nước nó chảy vào trong nhà nhiều quá thì là sẽ bị bắn hết vào trong tường các bạn đấy. Và trong video này cũng có nhiều khán giả cũng có hỏi anh em mình là tại sao các cháu không mở cửa sổ cho em Chứ, tại vì đây là ý kiến của gia chủ. Em Chứ thì ở cả đời anh em mình cũng chỉ là những người nhận tiền cũng như là làm chương trình thôi, thế nên là cũng phải tôn trọng những ý kiến của gia chủ một chút. Thì em Chứ cũng đã có những ý kiến riêng là mở cửa bên đằng sau nhà thì sợ trong những ngày mưa thì là nước nó đổ xuống dưới đằng sau ránh thì là sẽ bị hắt hết vào cửa sổ, thế nên là không để nữa. Anh em mình cũng đã tôn trọng ý kiến của chủ nhà và là không để cửa sổ phòng ở trong này nữa. Đấy. Là như vậy. Cũng như là hôm nay thì anh em thì là cũng vẫn làm như bình thường các bác nhé. Đây. Đấy, vẫn là hôm nay thì đã là làm bàn bếp rồi các bạn ạ. Ngày mai thì anh Duyệt sẽ mang thức ăn lên. Và hiện tại thì Chứ đang ngủ sang bên nhà ngủ rồi cho nó ấm áp hơn, và để lại cái nhà này cho anh em thợ ngủ. Tối này sẽ có 1 đến 2 anh em thợ ngủ trong này đây. Đấy, buổi trưa là sẽ ngủ đây. Tối là chú Hải ngủ đây à? Chú Hải ơi, là đấy tôi là rồi đó, là đây anh sò nữa à? Chú của Chứ ngủ tiện nghi phết đấy. ba chảy với Đông Minh đấy. Bị thường thường thì là em Chứ đến trông vật liệu, những ngày mà anh em thợ chưa đến thì là em Chứ sẽ
ra ngoài này để ngủ, trông vật liệu cũng như là trông đồ dùng cá nhân nữa, tại vì em ấy cũng chuyển hẳn ra đây để trông vật liệu và mang đồ ăn, cuốc xẻng các thứ nữa, đồ dùng. Đấy. Anh em thợ ở thì anh em thợ giúp trông, cho nên là chứ cũng mang chứ cũng về rồi đấy, cũng mang đồ đạc đi về bớt rồi. Đấy. Và là xin chia sẻ với các bác biết một chút là cốt pha cũng như là cả ván và cây thì anh em mình đi lấy ở đâu về. Cây ván các kiểu đây là anh em mình đi một phần là do chứ đi mượn, một phần nữa là do hiện tại thì em chứ là không nuôi bò nữa, thế nên là đang là tháo dỡ cái chuồng bò ra dần để là tập trung vào xây nhà các bác nhá. Đấy, cây là đi xin thôi, đi xin của anh em hàng xóm và mang một bếp rượu đi xin thôi. Đấy. Hôm nay thì là mấy anh em chở vật liệu cũng đã nói với anh em mình là nay chở vật liệu xong rồi thì mai các anh cầm tiền lên để thanh toán cho em nhé. Thì xong là sáng ngày mai anh em mình sẽ lên thanh toán cho hai anh em vận chuyển vật liệu các bác nhé. Đấy. Và chắc là đây là hiện tại thì là chỉ còn đây là số gạch thừa còn lại rồi, thì anh em mình sẽ là cho chứ làm chuồng trại cũng như là bể nước cũng được. Đấy, và cũng có một số các bác cũng có nói với anh em mình là tận dụng luôn cái hố mà em chứ đào đây này. Đấy, để tận dụng làm bể nước luôn các bác ạ. Và là khả năng cao là trong 1-2 hôm nữa là anh em thợ cũng đã rút quân rồi, thế nên là cháu Trọng sẽ tranh thủ lên đây để ghi hình, ghi lại những kỷ niệm sau này mà bé Hồng, con nhà chứ xem được cũng biết là hồi xưa mà nhà mình chưa có nhà thì mình cũng kiểu như là để lại kỷ niệm để sau này bé Hồng xem lại. Đấy. Nhà mình đã hình thành như nào, tối đến thì anh em tá mạch cũng đến thăm nom cũng như là đến sát sao công trình. Đấy. Mấy anh em thợ ở khu vực khác đều là ví dụ như là buổi tối ấy, thì là anh em thợ là có những chỗ để chơi uống bia bọt các kiểu hay là ra uống nước các kiểu, nhưng mà ở trên xóm đây thì xin lỗi với các bác luôn là chỉ có cây cỏ và đất thôi, và người thì lẻ tẻ, quán xá thì chả có cái gì đâu, chỉ có một số đồ lặt vặt thôi, còn như là muốn mà đi chơi ấy, kiểu thì tối thì chả có ai đi chơi cả, tối người ta đóng cửa đi ngủ, sáng mai biết người ta đi cắt cỏ hết rồi, chả ai mở cửa cả. Đấy. Nên là anh em tự tạo ra những trò chơi gọi là giết thời gian cũng như là cả sau những ngày làm việc mệt mỏi anh em cũng lại là giải trí một chút các bác nhá. Đây số vật liệu còn dư còn lại anh em mình sẽ tận dụng làm bể và làm chuồng trại nữa. Và em chứ cũng đã nói là chuồng trại đấy sẽ khả năng cao là sẽ so nhà trên này rồi, thì sẽ là cho chuồng trại xuống khu vực dưới này để mà gió mà có lùa tạt thì cũng không bị hắt mùi vào trong nhà nữa. Đấy, sẽ làm hẳn xuống khu vực dưới này luôn. Nhưng mà phải chờ đợi một thời gian nữa cho đất mượn này nó lún chặt, nén chặt hết đi. Thì chứ mới bắt đầu làm các bác ạ. Đây. Và hiện tại thì nhà chứ thì cũng đã là dùng hết hai tét nước rồi. Đấy. Và hôm nay anh em cũng nói là hết nước rồi, gọi chứ gọi cho anh chủ nước là kéo nước lên đi, bơm nước lên đi. Bình thường là sẽ là bơm khoảng từ đến 6 giờ mà bơm đến 12 giờ đêm ấy, là tính ra là một buổi đấy, một buổi luôn thì cái téc nước này mới đầy được. Đấy. Nhiều bác bảo là tại sao mà các cháu bơm nước lâu như vậy và sao cho chứ ra đây trông canh nước, tại vì là ở trên này thì là không có dùng máy điện thì yếu
hai là dùng máy nổ thì nó lâu lâu thì phải đi đổ đổ xăng cũng như là châm nhớt các kiểu nữa, thế nên là máy nó chỉ về được tầm đấy thôi, đấy, sẽ thời gian sẽ lâu hơn, cũng như là khoảng cách mà bơm nước thì bơm làm hai chặng nhé, một chặng là bơm từ phía dưới trường học này, xong là bơm lên trên trường học, xong lại lại bơm để trường học bị bơm lên lên trên này, bơm lên trên này, đấy, làm hai chặng. Và là trên nhà của xá trên này này thì là trước là cũng có nói là anh em cũng có chú chia sẻ là nhà của xá là hết 5 téc nước như thế này đấy, không biết là nhà chứ là hết khoảng bao nhiêu téc đâu đấy. Nước xây thì là không thiếu đâu, còn thiếu mỗi nước sinh hoạt thôi, mỗi lần mà anh em tắm giặt gội đầu các kiểu anh em đều đứng lên trên cái ván này hết đấy, hoặc là tắm giặt thì nước nó trôi xuống dưới này là để tiết kiệm cũng như là để xây luôn các bạn. Trên này thì thiếu nước thì các bác cũng đừng nói với anh em mình là tại sao mà không dùng nước sạch để xây, tại vì nhá các bác nhá, đấy, trên này cực kỳ hiếm nước luôn. Mỗi lần mà anh em mình uống một ly nước mà ở trên này thì đều trêu nhau rằng là ly nước 1 triệu, ly nước 1 triệu đấy, đấy, téc này 500, hố này 500 là 1 triệu các bác nhá. Đấy. Không biết là bây giờ nước đến đâu rồi các bạn. Bây giờ là còn đến chỗ này thôi, đến dưới này thôi. Đấy, con sắp hết rồi. Có con năm mình châm đôi luôn. Chéo có con năm. Lại con quy nhảy vào. Một con năm này, ôi, châm đôi. Em có à, tôi gì đôi quy Sapika. Em có bà thì không. Nhưng mà đôi nhỏ quá. Mỗi con quy, con quy với con năm là châm đôi. Mình cũng có ấy. Em có à, có bốn đấy này, mình, mày của em mòn gì luôn. Mình có cái, mình không có cái. Và trong buổi tối hôm nay thì là hiện tại đã đang là bị mất điện nhé các bác nhé. Thì lều lán là anh em thì đã đang, cháu Trọng đang mượn, cho mượn đèn để thắp thôi chứ không phải là có đèn đâu các bác ạ. Đang mất điện. Và theo như chia sẻ của anh em mà điện này thì chỉ đủ để thắp sáng thôi. Thắp sáng là không đủ các bác ạ. Và trong những lúc mà thắp sáng thì đèn còn nhấp nháy các kiểu nữa. Đừng để chú Lính uống rượu say ô. Chú Lính già nhất ở đấy rồi. Say có cũng ngủ mà cũng say có cũng ngủ. Tối thì anh em cũng có giao lưu cũng như là có những trò chơi thì các bác cũng có thấy thì các bác cũng đừng trách mấy anh em nhé. Hiện tại trên này cũng chả có gì chơi, với lại là tối ngủ ở đây rất là lạnh, ban ngày thì nắng cháy da cháy thịt, còn tối thì lạnh lắm, thế nên là anh em mua hai ly thì anh em ngủ đỡ lạnh như là sau những ngày mệt mỏi đấy các bác. Đây. Đấy. Đèn cho cháu Trọng cho mấy anh em thợ mượn đây này. Đây. Đấy. Đèn một cái dây cổ tích thôi, soi cho mấy anh em. Điện thì mất rồi. Cơm thì nấu bằng bếp ga thôi. Nói chung là tất cả mọi thức ăn này là dùng bếp ga hết các bạn ạ. Và trong video trước thì có các bác bảo là tại sao các cháu không rào lại cái bể nước này. Không rào lại cái bể nước này mà để như thế mà để cho trẻ con đi qua đi lại trên này thế. Bởi vì là hiện tại là nước thì cũng đã là dùng hơn một nửa rồi. Thiện lại thì nước trên này thì còn khoảng là 5-60 phân thôi. Thế nên là không thể nào mà ngã mà bị nguy hiểm được. Thế nên là anh em mình cũng mà nhắc chứ là thôi thì bỏ ra để anh em thợ lấy nước cho dễ hơn. Đấy, cũng như là để anh em thợ tắm giặt các kiểu thì nó đi lại dễ dàng hơn. Không phải đi vòng nữa, đi trên này, đi trên bờ này luôn. Đấy. Yeah.
Nó chết.